Xin chào mọi người, và đặc biệt là các anh trai và chị gái tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Đây là video clip em sẽ chia sẻ những cái kiến thức và những cái cách tính toán về tử vi phong thủy vận hạn của 6 tháng cuối năm Canh Tý năm 2020 đối với tuổi của các anh các chị. Một trong những cái tuổi mà các anh các chị vẫn phải chịu thăm tai, người ta nói là Tỵ Dậu Sửu, ba tuổi này sẽ chịu thăm tai vào các năm 2019, 2020, 2021. Thì năm đầu tiên thì người tuổi Tỵ chịu nặng, năm thứ hai là những người chịu Dậu chịu nặng, xét về tử vi năm thứ ba thì là của những người tuổi Sửu. Tuy nhiên là chịu nặng ở năm đầu thôi, chứ còn hai năm sau cũng chịu nhiều cái xấu, nhiều cái sự trục trặc phục trặc, có thể là thị phi tai tiếng, có thể là trục trặc trong công việc làm ăn. Năm đầu nặng về số bổn mạng sức khỏe, thì năm sau thì thị phi, và năm cuối là khắc về cái công việc. Cho nên là xét chung, để nếu mà nói để tam tai thì thường mà các anh các chị sẽ xét thấy này, những cái tuổi ví dụ như Tỵ Dậu Sửu đi, ba tuổi này đi, thì dù là Ất Sửu hay là Ất Tỵ hay là Ất Dậu, thì tất cả các cái tuổi hoặc là tuổi Dậu ấy, thì đều có những cái sao, cái vận niên, cái thiên can hoặc địa chi gì đó tương khắc nhau. Cho nên là người ta nói là tam tai, tức là rào một cái vòng để tạo ra cái tam tai, thì nó có cái này xung và cái kia xung tùy vào cái năm, ba năm đó. Thì để mà tiện cho cái việc mà theo dõi mà vận dụng vào cái vận hạn 6 tháng cuối năm, thì chúng ta phải tổng kết lại cái tử vi của cả năm. Thì phần đầu tử vi của cả năm thì em đã làm ở trong cái video clip dành cho 6 tháng đầu năm của năm Canh Tý rồi. Nhưng bây giờ mình chỉ nhắc sơ lại thôi, ở bên ngoài thôi, chứ không có đào sâu vào từng cung tam hợp, rồi cung nhị hợp, rồi cung xung chiếu, rồi cung mệnh ha. Thì đầu tiên đó, thì các anh các chị là người mệnh hỏa. Người mệnh hỏa thì gặp năm Canh Tý là một năm thổ. Như vậy xét về trụ mạng thì rõ ràng là hỏa sinh thổ, bản mệnh về sinh xuất, bổn mạng sức khỏe không phải là một cái điều tốt đẹp cho lắm ở trong cái năm này, dễ có suy hao và không tốt đẹp, đặc biệt là vào những cái tháng như là tháng hai cái tháng tư, tháng hai tháng Kỷ Tỵ, rồi hả tháng 7 và tháng 8, khi mà hai tháng Thủy nó tương khắc. Rồi nam mạng thì sao thổ tú, đem lại rối rắm nạn tai, còn nữ mạng thì cũng sao vân hớn, cũng chủ về rối rắm nạn tai, nhưng thị phi nữa, nhưng mà làm ăn thì chỉ ở mức trung bình. Cho nên rõ ràng là sao chủ của cả nam lẫn nữ ở trong cái năm Canh Tý này không phải là tốt đẹp ha. Vật hạn của năm thì nam là hạn ngũ mộ, hao tài mất của, nữ thì cũng thế. Vận niên thì trư phùng hỏa, tức là vận niên heo mà gặp lửa, heo quấy cho nên là mệt mỏi, nóng nảy, không có thuận lợi trong cái công việc làm ăn cũng như bộ mạng cuộc sống của mình. Thiên can thì tốt một tí xíu với chữ Ất của các anh các chị được hợp chữ Canh. Thiên can thuộc ngũ hợp, các cái công việc mà gọi là từ xưa giờ vẫn làm thì không quá nhiều khó khăn, hoặc là có gặp khó khăn đi nữa thì cũng cú quyết và lỡ gạt được. Còn địa chi Tỵ Tý là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Có một cái quyển sách tôi viết về tử vi của cụ Thiên Lương thì nói rằng đây là cái nhóm địa chi gặp tứ tuyệt, nhưng mà tứ tuyệt là không xét trên năm với là mạng chết tuổi, mà tứ tuyệt thì xét nhiều ở trên cung vợ chồng. Ví dụ như là vợ tuổi Tý, chồng tuổi Tỵ thì là tứ tuyệt hay xung khắc nhau, cũng giống như là nằm trong tứ hành xung vậy. Một là một người sẽ rất sợ người kia. Rồi đó là nhìn chung cái tử vi của các anh các chị ở cả năm. Thì vận vào 6 tháng cuối năm thì đầu tiên hết là phải nói đến tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn đối với người Phật giáo. Các anh các chị là âm, người thuộc âm, các anh các chị là âm nam hoặc là âm nữ, giữa Giáp Thìn và Ất Tỵ thì Giáp Thìn biểu trưng cho con rồng bay lượn ở trên trời, canh những cái nơi linh thiêng như là chùa chiền, thiên đường. Còn Ất Tỵ là
biểu hiện của một cái âm. Đây thì sao? Là canh nè, rắn thì canh gì? Kho báu ha, địa ngục và này kia. Ngược hoàn toàn với người giáp thìn, người ất tỵ thì thích thủ thân. Đôi khi là có người tiêu cực đến mức là chỉ nghĩ đến cái bản thân mình thôi, gom vô cho mình thôi, còn thiên hạ thì sao? Ngược lại, người giáp thìn là người thích chia sẻ, rộng mở. Đó là cái kiểu như vậy, để hiểu, cho dễ hiểu. Chứ không phải ai người ất tỵ thì cũng là cái người keo kiệt bủn xỉn, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Có những người ất tỵ mình chơi, mình biết thì cũng rất là phóng khoáng, rất là thoải mái, nhưng mà họ luôn có một cái khoản thủ cho bản thân. Còn người giáp thìn thì ngược lại, chơi tất tần tật, tất tay ha. Rồi, tháng 7 âm lịch là tháng âm, tháng trực, chí âm chí dương, chí âm chí hàn của cái năm Canh Tý. Tháng 7 âm lịch thì còn nếu theo phong thủy tử vi thì nó là tháng Giáp Thân, một tháng thủy. Như vậy xét về trụ mệnh là thủy khắc hỏa, tháng khắc bản mệnh, sức khỏe bổn mạng cần phải cẩn trọng. Dễ lâm vào cái tai nạn phạm thân. Vì là người mệnh hỏa vốn dĩ đã sinh xuất của gặp năm mà sinh xuất đã yếu rồi, bây giờ gặp vào cái tháng thủy của cái năm sinh xuất nữa thì rõ ràng là không tốt đẹp cho cái bổn mạng. Rồi đó là khi mà bổn mạng bị tháng khắc như thế này thì sao? Thì rõ ràng là các cái phúc tinh tài tinh nó sẽ suy yếu. Mà phúc tinh tài tinh suy yếu thì phá tinh bại tinh, đặc biệt là các cái sao chủ Thổ Tú với Vân Hớn của các anh các chị thì rất là hai cái phá và bại tinh mà. Cho nên là sẽ hoàn thành, các anh các chị cẩn thận. Thiên can ất giáp là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Cái ất và giáp thì đều thuộc nạp âm ngũ hành mộc, cho nên là có thể nói là công việc cũng không có gì quá xấu, cũng không có gì là biến chuyển tốt đẹp lên, mà cũng không có gì là xấu đâu, cũng không đến nỗi nào ha. Địa chi thân tỵ, dần thân tỵ, thân tỵ thì có cái bộ tứ hành xung này rất là đặc biệt, với thân tỵ sát nhau trong tứ, trong cái bộ tứ hành xung, nhưng nó ngược lại lại là lục hợp ở trong địa chi, cho nên gia đạo tình cảm của tháng này về chứ cũng không có quá nhiều trục trặc. Cái này nó hay nè, thân tỵ tháng đi trước thì không sao, nhưng mà tháng tỵ người tuổi thân là lục xung ha, còn người tuổi tỵ gặp tháng thân nó lại khác. Nó đảo đổi ngược cái vị trí tùy vào cái cố định, hoặc là xung khắc tùy vào cái tháng sinh của cái người chịu mệnh. Rồi, như vậy là tháng 7 bổn mạng khắc, nhưng mà được địa chi lục hợp ha. Thiên can không có gì, ổn, tạm thời là đã đi được 10 ngày rồi. Các anh các chị cũng ất tỵ cũng thấy rằng là mình như thế nào, cảm nhận ra sao về cái tháng 7, cũng không có gì là quá nặng nề ở công việc và gia đạo, chủ yếu là sức khỏe. Tiếp đến đó là tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch là tháng Trung Thu, và tháng Trung Thu là tháng ất dậu, tháng ất dậu tiếp tục là tháng thủy. Như vậy cũng giống như là cái tháng 7, với bổn mạng là thủy khắc hỏa của bổn mạng, cho nên là bổn mạng bị trung tháng khắc, cẩn thận cái bổn mạng sức khỏe, đặc biệt là để ý những cái tai nạn phạm thân. Thiên can chữ ất của ất dậu cùng hàng chữ ất của ất tỵ của các anh các chị, cho nên là đồng hàng công việc hanh thông, có thể tài lộc có sinh tháng 8. Ok, các anh các chị nào mà muốn có cái gì đó tài lộc thì nên tập trung vào tháng 8 này, dù là bổn mạng cũng vẫn không tiếp tục đẹp. Địa chi dậu tỵ là thuộc nhóm tỵ dậu sửu, đây là nhóm tam hợp của địa chi. Ok, dễ gặp công việc thì dễ gặp quý nhân giúp đỡ nếu gặp khó khăn. Ổn ha. Rồi, tiếp đến là tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch là tháng Bính Tuất. Tháng Bính Tuất tiếp tục là tháng Thổ. Năm Canh Tý có 4 tháng Thổ, đó là tháng 1, tháng 2 và tháng 9, tháng 10. Bổn mạng của mình là sao? Sinh xuất thì hỏa sinh thổ mà, bổn mạng bị sinh xuất tháng, bổn mạng bị suy hao, sức khỏe cũng vẫn phải để ý, nhưng không nặng nề như tháng 7, tháng 8. Thiên can thì Bính Ất
Không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. À, bính thì là hỏa, ất thì thuộc là mộc. Cho nên nó nói nào âm ngũ hành của thiên can là bị sinh xuất. Có như chừng tháng này là bị suy hao tài lộc, nhưng không quá lớn, hoặc là nằm trong cái sự tính toán của các anh các chị, có thể là đầu tư ha. Điều này là tốt. À, Túc với Tỵ là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau, cho nên gia đạo tình cảm không phải là vấn đề lớn ở trong tháng 9 này. À, rồi đến tháng 10. Tháng 10 là tháng Đinh Hợi. À, tháng Đinh Hợi, tháng Đinh Hợi thì chắc chắn là thuộc tháng Thổ nữa. Như vậy cũng giống tháng 9, khi mà bổn mạng tiếp tục sinh xuất, bổn mạng và sức khỏe cần cẩn trọng một tí xíu. À, thiên can đinh ất cũng không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cũng khá giống tháng 9. Với bính đinh là nạp âm ngũ hành hỏa, ất là thuộc mộc, cho nên nạp âm ngũ hành là bị sinh xuất. À, tháng này cũng là tháng rất là dễ suy hao tài lộc, cho nên là các anh các chị cần cẩn thận, đặc biệt là các chị ha. À, khi mà nào gặp nạp âm ngũ hành thế này, như đã nói ở tháng 9, là tiền bạc suy hao nhỏ hoặc là nằm trong sự tính toán, nhưng mà cũng nhớ cẩn thận, nhỏ nhỏ cho tới nhiều cái nhỏ nó góp thành cái to, mà đặc biệt là cái năm mà thiên vận xấu như thế này nữa, à, suy hao tài lộc là không có nên đâu ha. Rồi địa chi Hợi Tỵ, Dần Thân Tỵ Hợi. Tỵ Hợi, à, đây là thuộc nhóm lục xung. À, dấu hiệu của nhiều rắc rối không chỉ cho gia đạo tình cảm đâu, mà đôi khi là những cái mối quan hệ trong công việc làm ăn. Cho nên tháng này, à, với cái nạp âm ngũ hành của thiên can bị sinh xuất, địa chi thì lục xung, à, bản mệnh thì sinh xuất, nên là cực kỳ cẩn thận đối với cái tháng 10 này đối với người Ất Tỵ ha. À, các anh các chị nhớ cẩn thận. Rồi tiếp đến đó là tháng 11 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020, mà tháng 11 âm lịch là tháng Mậu Tý. Tháng Mậu Tý là thuộc hỏa, như vậy về xét về trụ mệnh là hỏa của các anh các chị gặp tháng hỏa là không có vấn đề về bổn mạng và sức khỏe tốt. Thiên can Mậu Ất không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên ổn, không có vấn đề gì về công việc, có thể là mọi chuyện nó sẽ suôn sẻ, không có vấn đề gì chống phá. À, địa chi tự Tỵ Tý tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Như đã nói thì nếu mà xét về, có một số sách viết đây là cặp địa chi tứ tình, nhưng ở trong cái xét vận hạn thì không tính cái việc tứ tuyệt này, mà là xét về cái hai cái con người, hai cái bổn mệnh thì nó sẽ có là tứ tuyệt ha. Rồi, đó là nhìn chung tháng 11 khá là ổn, với một tí xíu vướng mắc ở cái phần địa chi, tức là gia đạo tình cảm, nhưng mà chắc cũng không quá lớn gì đâu. Rồi, tháng cuối cùng của năm Canh Tý năm 2020 chính là tháng Kỷ Sửu, tháng Chạp. À, tháng Kỷ Sửu tiếp tục là một tháng hỏa, như vậy xét về trụ mạng thì đồng hàng với lại bổn mạng người Ất Tỵ, cho nên bổn mạng sức khỏe không có vấn đề gì ở trong cái tháng cuối này. Tuy nhiên là thiên can với chữ Ất của Ất Tỵ sẽ khắc chữ Kỷ của Kỷ Sửu. À, thiên can khắc tháng, à, công việc dễ gặp chuyện không may, gặp sự chống phá, tài lộc nhiều khi chắc là không thu được ở trong tháng này ha. Cuối năm mà thấy bạn bạn bị tương khắc như thế, thiên can bị tương khắc như này là mệt mỏi về công việc đó, đặc biệt là các anh đừng có quá nôn nóng và mong cầu. Rồi địa chi Sửu Tỵ là thuộc nhóm tam hợp Tỵ Dậu Sửu, cho nên có thể nói là gia đạo tình cảm của cái tháng chạp, tháng 12 âm lịch của cái năm Canh Tý đối với cái người Ất Tỵ là một trong những cái tháng xui xẻ, vui vẻ và nhiều thuận lợi. À, nghe cũng hấp dẫn. Thôi thì tài lộc nó không được gì thì mình đợi qua năm tới, còn gác lại một cái năm đầy khó khăn, thiên vận xấu với Covid, với nhiều cái sự suy thoái kinh tế như thế này, thì thôi cả gia đạo tình cảm vẫn là một cái nơi cuối cùng để mà các anh các chị gọi là thoải mái ở trong đầu óc. Đặc biệt với tuổi này thì các anh các chị đa phần là có tiếng nói với con cái ha, thì hy vọng rằng là một cái Tết xung vầy vui vẻ để mà đón chờ cái năm cuối cùng của tam tai, năm Tân Sửu.
báo hiệu là một năm cũng tiếp tục khó khăn đối với tuổi của các anh các chị, chứ không phải đơn giản. Với thiên can chữ Tân của Tân Sửu khắc chữ Ất của Ất Tỵ, đó là những cái bậc mí sơ sơ cho các anh các chị biết mà tính được cái đường lâu dài. Tuy là có tam hợp với năm Tân Sửu là Tỵ Dậu Sửu tam hợp, nhưng chữ Tân khắc chữ Ất thì nó ảnh hưởng nhiều đến công việc tài lộc dữ lắm. Đặc biệt là nên nhớ là bao trùm cái năm 2019, 2020, 2021 là 3 năm tam tai mà các anh chịu sự chi phối, các anh các chị chịu sự chi phối nhiều. Bởi vì vượt ngưỡng 60 thì nó sẽ đỡ đần rất là nhiều. Đó là những cái kiến thức cơ bản về tử vi phong thủy của vận hạn 6 tháng mạnh cuối năm Canh Tý mà em tổng hợp và chia sẻ đến với các anh chị. Hy vọng rằng nó sẽ là một cái hành trang nhỏ giúp các anh các chị đưa ra những cái chiến lược tốt đẹp ở trong công việc cũng như là mọi thứ về gia đạo, tình cảm, bổn mạng của mình, để có một năm tam tai thứ hai không quá khó khăn, không quá thua thiệt. Các anh các chị xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Ất Tỵ khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Phong Thủy và Cuộc Sống cũng như Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại các anh các chị cùng mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.